Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay, bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Bởi vì khi mình đeo niềng răng á, thì cái khẩu hình miệng của mình để mà hát tròn chữ hoặc là hay á, nó sẽ rất là khó. Ôi trời ơi. Rồi tạo dáng kìa. Em có ý Để kiến. Tôi coi sao Giang. Mình hỏi từ số 7 ngược lại được không? Thôi tội nghiệp bé số 1 em. Thấy Yến với Tú xuất hiện chương trình này, nó tạo dáng nó chặt liền vậy đó. Tạo cái thế chi khó vậy trời. Vô cái dáng đúng dáng là hả? Sao? Cái dáng vậy là sao? Yến đau bụng á anh. Hai ba tao. Hay quá. Đây, ủa xong bé đã đứng lên lại rồi. Mỏi hả cơ? Mỏi, mỏi, mỏi. Đó. Coi vừa. Chọn cái dáng cho khó vô. Đây, mời các em coi công việc của cô ấy là gì nha. Hay vậy, trời ơi, ảo thuật. Tập. Công việc của bạn ấy là làm nhà mô hình handmade. Trước tiên chúng ta thấy đây là một bộ đồ không bình thường. Có can thiệp qua ốc thẩm mỹ. Từ cách trang điểm cũng khác thường. Dẻ mắt sắc bằng bộ đồ nghệ sĩ lắm. Trước tiên là phải quan tâm tới nghệ thuật. Nhưng thưa quý vị, đây là một nhân vật nằm trong một nhóm nhân vật mà vô tình tôi vừa tạt ngang và gặp được ngay trước cửa toilet. What? Sao có những cái cuộc gặp gỡ định mệnh mà nằm ở cái nơi mà không ai mong muốn gặp? Dạ, mà Thành cứ gặp hoài vậy. Lại là cái toilet. Thì trong đó còn hai đối tượng tình nghi đang trà trộn trong đây. Một lát em sẽ hửi mùi từng người của người nào còn. Trời, ủa chương trình này quán giọng hay đón mùi? Đúng rồi đó. Không phải mùi đó. Tại sao tôi nói như vậy? Trong câu chuyện ngay cái cửa toilet đó đó là những con người tự tin bàn nãy nọ ra vừa gặp em. Anh biết cái hết hồn đó không? À, sợ người ta nghe câu chuyện mình. Anh biết mình là ai. Như vậy thì ba đứa nó chơi với nhau, đâu lý gì ba đứa hát dở. Đâu có sao đâu em nè, Yến với Tú hai đứa chơi với nhau nè. Âm nhạc bình thường giống như em anh mà bạn với nhau mình cũng không hát hay đâu. Thành hát hay. Hay cái nhưng mà bây giờ trước tiên là bé này là phải hay. Hôm nay 7 người bạn của chúng ta đều mặc trang phục của Ivy Moda tài trợ. Chứ không phải là bộ đồ của bạn ấy lựa chọn. Không biết nhưng mà bạn này sẽ có can thiệp cái gu của bạn ấy riêng, mặc dù là được phát cái bộ đồ. À, đây, áo của em của Ivy Buddha đây. Đây, nhưng em tự em gắn đồ vô. Dạ vâng, đó. Cứ cho cảm giác hay cho em đi nha. Rồi tôi sẽ tiếp tục tính sổ đến những người còn lại. Nhưng mà trước khi mình tiếp tục câu chuyện, có thể cho em dừng một phút được không? Sao em? Cho cô số 7 đổi dáng được không? Đẹp. Đó, nãy vậy nè. Như vậy là không quen với cái đôi giày cao gót. Trường Giang đó. Vừa nói thì thôi em lỡ em nói luôn. Số 7 là chung khu toilet với số 1. Là chung khu toilet với số 1. Đồng bọn đúng không anh? Đồng bọn. Như vậy thì wow. Nếu Trường Giang nói như vậy, tự nhiên tôi lại cảm thấy cái nhóm ở trong cái khu vực đó, cái xác suất nó hát dở nhiều hơn. Với cái sự thời trang, với sự tạo dáng cá tính gai góc như thế này, nhưng làm một công việc rất tỉ mỉ. Và lúc bạn ấy hát mà ôm một con mèo thì không liên quan gì nhau chứ. Đúng. Nhưng mà nãy Yến có coi cái nét mặt con mèo không? Mèo khó chịu lắm. Nó khó chịu hả? Thì đó, tự hiểu. Không có mèo mà nó khó chịu cái. Thì đó, nó tự hiểu vậy. Yến chưa có câu trả lời. Chúng ta hỏi những người có chuyên môn. Quỳnh, mời em. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị. Trời ơi trời. Sao giống họp giao ban vậy em? Theo em ấy, thì bạn ấy vừa hát cái bài Mình học cách mèo kêu gì đó.
cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em có bạn hát tốt. Vậy Phan Mạnh Quỳnh mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì có lông? Vẫn mấy cái micro với lại telephone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. À, phải vuốt. Đang nói về con mèo. Thùy Chi, em thấy thế nào? Nè, người ta là cô giáo, người ta nói chuyện nè. Anh à? Anh sẽ nói gì ạ? Em qua họp với anh Quỳnh luôn. Em thì tại vì lúc đầu em cứ mãi nhìn cả 7 người luôn ạ. À. Cả lúc có cái clip của bạn thì em vẫn nhìn 7 người. Để em có một cái tổng quát cho nó đỡ phải trả lời nhiều ấy ạ. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Với cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. À. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi. Wow. Sẽ bị thương. Ờ, bị thương. Vâng. Ủa, mình là cô giáo, mình dạy bên thanh nhạc hay là mình dạy bên nha khoa? Mình dạy bên điều dưỡng hả? Không ạ. Em có dạy thanh nhạc đâu. Ờ, chứ em dạy bên gì? Đàn ạ. Của em tan rã rồi. À, piano. À. Em cũng dạy hát nữa. Như vậy ý của em là quay hát không hay bởi vì quay niềng răng đúng không? Em mới chỉ nhìn được như thế thôi ạ. Ok, mời Tú. Đội em hôm nay điềm đạm quá nên thôi em cũng phải nói chuyện điềm đạm cho nó cân bằng. Em cứ sống thật với mình đi Tú. Dạ không, thôi đây là bản mặt thật của em. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Bởi vì khi mình đeo niềng răng á, thì cái khẩu hình miệng của mình để mà hát tròn chữ hoặc là hay á, nó sẽ rất là khó. Nó đâu có đeo cái gì đâu mà sao nó cũng có, khó vậy? Có đeo. Không, nó em đeo. Em đâu có niền nó xem nó cũng khó hay, vậy. Em đang học cho đỡ bị đớp. Ôi vậy con hả? Bé nó có hai cái răng thỏ. Bình thường em có cái gì vướng cái miệng em không mà. Cho nên là mình phải nói chậm thì em nghĩ là bạn đó hát không hay. Không hay luôn. Rồi Giang, ý em sao nào? Em thì cũng có cảm giác là hát không hay. Còn cái việc mà niền răng một tí hay là không niền răng một tí thì nó không thể biến một người hát hay thành dở hoặc là dở thành hay được. Sai, anh bậy. Sau khi em làm răng thỏ rồi em khẩu hình miệng của em nói chuyện bị đớt. Đáng lẽ làm răng thỏ nó không có đớt anh. Tại ba thêm, ba thèm. Cái xin thêm. Bây giờ làm cái răng hải ly nó dài lên thế này nè. Bây giờ mới đớt. Anh Thành trả lời. Đó, đó, đó. Dằn mặt đó. Đó. Mặt kìa. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em nghĩ bạn hát tốt. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Với cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. À. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi.